Quốc. Ngay đây là cái quầy reception, nhà mình sẽ lại lấy cái vé để đi. Rồi chúng ta cùng nhau hái blueberry nha. Đây là quang cảnh xung quanh của cái này. Mọi người cũng rất là nhiều ha các bạn. Hello, xin chào các bạn. Bạn bây giờ mình sẽ đi hái Việt Quốc nha các bạn. Một cái giỏ này là mấy đồng vậy? 9 đồng. Và một cái vé là 10 đồng. Bây giờ mình sẽ đeo cái tag tên mình đi vào trong đây nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi lại xếp hàng và chúng ta sẽ đây là quang cảnh của vườn blueberry nè các bạn. Nhà mình đang đứng ở trong đó ha. Các bạn thấy là ở đây rất là nhiều và họ lấy cái lưới họ che lại đựng cho mấy con chim hay gì đó nó ăn. Đây các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi vô trong nha. Đó, rất là nhiều blueberry luôn. Em cầm giùm anh cái giỏ này. Nè các bạn, nó chứa chín chưa nhiều. Đó, đây chùm này bự nè, mình hái thử. Các bạn. Rồi mời cả nhà ăn thử nha. Đây nè các bạn. Đó, mình phải lựa trái bự thiệt là bự. Cũng không ngọt không ha. Nó hơi ngọt ngọt, nó hơi chua chua. Ăn giống cái trái giống trái gì? Giống trái sim, trái mui mui Việt Nam mình hồi xưa. Quá trời nhiều trái luôn mà chưa chín hung. Bên kia chín nhiều hơn. Này các bạn. Đi dài dài thử coi làm sao. Trời ơi cái này nó nhiều quá. Quá trời nhiều trái luôn các bạn. Hôm bữa đó mình đi hái dâu ở vườn này rồi. Đâu nè em lựa đi. Ở nhà mình lựa mấy trái bự nha các bạn. Trái này bự. Trái này ngọt nè. Có phải cây nào ngọt là cây trái nó ngọt? Ủa cây nào nó ngọt thì tất cả cái trái nó đều ngọt không? Nó vô rồi nó hết đi đường ga luôn. Nè các bạn. Cây này ngon. Cây này trái bự. Ở đây nó không có chia blueberry thành giống gì. Có cây blueberry này đang bị sâu quá trời luôn. Nhìn mấy con mắc cười quá à. Nó bao cái lưới lại luôn nè. Nó nhúc nhích ở trong đó đó các bạn. Ủa? Thấy không? Nè. Ghê quá vậy. Thấy không? Ừ. Thấy nó nhúc nhích không? Nó, nó bao nguyên cái lưới nó bảo vệ. Đó, để kiếm cái con sâu kìa. Mình nét. Nó nhúc nhích lòng. Một ổ luôn. Ghê quá. Các bạn thấy không? Nó nhúc nhích. Cái này hả bị hái từ đây chắc tới hết tháng 8 vẫn chưa chín hết nữa. Thì nó mở nó thông báo lên là mình đi liền á. Nè chùm này, ủa cái này chín nè các bạn. Chín nhiều nhưng mà cái trái này nó không có sai. Cũng có thể mình đang ở ngoài đầu. Mình cứ đi vô hết đi rồi mình tính. Xa lắm nhìn xuống. Thì mình đi tham quan dài dài. Đó các bạn rất là xa ha, ở mút trong đó đó. Thử cái này thì không lớn nhưng mà mình đụng vô nó rụng, theo kinh nghiệm mấy anh chị đi hái rồi nó là đụng vô rụng là nó chín hả không? Hơi ngọt ngọt. Đụng vô nó rụng hả? Ừ. Đâu có rụng đâu. Vậy là chưa trái này chín. Ồ, có cái cây gì đẹp quá. Đâu đụng thử rồi. Đâu có trái nào rớt đâu. Không biết là đụng vô mà phải nhắc như vậy nè chứ là.
Tới khúc này các bạn ơi, các này khúc này là cây nó chín quá trời nhiều luôn, càng sâu vô trong thì các bạn thấy nó càng chín nhiều. Đó, các bạn nhìn thấy không? Từ nãy giờ mình hái được có một rổ nhỏ xíu à. Đây. Đó, mình hái được nhiêu đây? Đầy rổ này các bạn. Rất là nhiều ha. Vô trong này trái càng ngày càng chín. Đây mình cho các bạn coi cây này trái quá cho trái luôn. Trái sùm luôn. Đó. Cây bên này trái cũng sùm luôn. Nè. Có hai trái này to. Các bạn, trái này trái này nó to thế. Một chùm của nó. Đây các bạn, một chùm của nó các bạn thấy không? Trái bự. Đây nữa các bạn. Trái này to. Này dễ rụng quá. Mình đụng cái trái này mà nó rụng vô trái kia. Còn cái trái mà mình muốn hái thì mình giật cái quả nó không đứt. Cây trái rất là to. Ồ, trái này to nè. To nhưng mà quan trọng là nó ngon hay không á chứ. Thì cũng em có ăn thử không? À trái nó rất to hả bạn, nó to hơn ngón tay cái mình luôn. Ngon. Ngon, cây này ngon nè. Chua quá. Hãy nghe cái trái sống. Mình ăn thử cái nó chua cỡ nào các bạn. Chua quá trời chua. Cái vườn này. Cái vườn này cái gì các bạn? Cái vườn này thì nó mở cửa hôm bữa đó, hôm tháng 6 á là nó mở vườn dâu. Bây giờ tháng 7 á thì nó mở vườn blueberry với cái cây currant là cái cây nho chùm Mỹ, rồi đậu Hà Lan cho mình đi hái luôn các bạn. Vài bữa nữa tới tới đào hả? Em không biết, vườn này không có nói về đào nhưng mà là cherry. Ờ cherry chứ lộn. Vài bữa nữa nó sẽ tới cherry, vài bữa mình sẽ làm clip về đi hái cherry nha các bạn. Cái vườn này nó rộng lắm mà phục vụ nó cũng tốt nữa. Do đó hai chồng mình thích cái vườn này. Đó. Từ nãy giờ bà xã mình hái được trái to to không. Mình làm biến quá, mình ngồi mình đi quay với mình hái mấy trái kia. Khó đụng cái nó rụng mà, đụng cái nó rụng mà các bạn. Đụng cái nó rụng. Đó, mình đi dài dài mình coi cái chùm này bự nha. Đây, chùm này to nè. Đụng cái nó rụng. Mình lựa trái to mình hái không các bạn, chứ mình không có lựa trái nhỏ. Đó. Nè. Chùm này bự nè. Các bạn thấy trái to to không? Mình nghĩ lại đây có trái bự để mình kiếm kìa. Đây. Nó, trái nhỏ rồi. Đây. Nó, trái này chùm này trái bự nè. Sao mà cái trái blueberry này á, mình thấy nó đâu có tím dữ đâu. Mà lúc mình uống nước blueberry á, nó làm cái màu tím, thiệt là tím luôn. Trái này chỉ có cái vỏ tím à. Thịt nó trong màu trắng mà. Nè các bạn. Đó. Thịt nó trong màu trắng tinh à. Mà sao mỗi lần mình uống cái nước blueberry là nó làm tím, thiệt là tím luôn. Đây. Nó rụng cũng nhiều các bạn. Mình quay sinh tố uống nó cũng đâu có xuất hiện màu tím nhiều đâu. Mà mỗi lần uống nước blueberry, mứt blueberry hả? Ôi nó tím như là trái sim của mình luôn á. Chắc nó bỏ thêm màu á. Ôi, chùm này trái nhiều nè. Trái to nè. Đó. Dễ rụng quá.
Rồi các bạn ơi, từ nãy giờ mình đi vô trong vườn mình hái cũng được một đầy một giỏ này các bạn, với một ít trái red currant ha. Bây giờ mình đi về thôi các bạn ơi. Cảm ơn các bạn theo dõi. Hẹn các bạn lần sau chúng ta sẽ làm tiếp cái clip hái cherry và một cái clip tháng 10 mình có một cái clip hái táo. Cảm ơn các bạn ha. Giờ các bạn nhìn ha, cherry mình đầy giỏ ha, mình về mua mình hái vài trái currant ha. Rồi, tạm biệt mọi người. Bye bye. Nếu các bạn thích thì các bạn hãy bấm share, subscribe and like nha các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều. Đó, bây giờ mình quay nguyên cái cảnh cho các bạn coi ha. Rồi, bye bye.